Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 8:19. Tôi sẽ hát sướng về sự nhân từ của Đức Giê-hô-va luôn luôn. Từ đời này sang đời kia, miệng tôi sẽ truyền ra sự thành tín của Ngài. Vì tôi đã nói, sự thương xót sẽ được lập đến đời đời. Trên các tầng trời Ngài sẽ lập cho vững bền sự thành tín Ngài. Ta đã lập giao ước cùng kẻ được chọn của ta. Ta đã thề cùng David kẻ tôi tớ ta mà rằng: ta sẽ lập dòng dõi ngươi đến mãi mãi và dựng ngôi ngươi lên cho vững bền đến đời đời. Hỡi Đức Giê-hô-va, các tầng trời sẽ ngợi khen phép lạ Ngài, sự thành tín Ngài cũng sẽ được ngợi khen trong hội các thánh. Vì trên các tầng trời ai sánh được với Đức Giê-hô-va? Trong những con trai kẻ mạnh dạn ai giống như Đức Giê-hô-va? Đức Chúa Trời thật rất đáng sợ trong hội các thánh, đáng hãi hùng hơn kẻ đứng chầu chung quanh Ngài. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, ai có quyền năng giống như Chúa? Sự thành tín Chúa ở chung quanh Chúa. Chúa cai trị sự kiêu căng của biển. Khi sóng nổi lên, Chúa làm cho nó yên lặng. Chúa đã chà nát Ra-háp, khác nào kẻ bị đánh chết. Nhờ cánh tay mạnh mẽ Chúa, Chúa đã tản lạc những kẻ thù nghịch Chúa. Các tầng trời thuộc về Chúa, đất cũng thuộc về Chúa. Chúa đã sáng lập thế gian và mọi vật nó chứa. Phương Bắc, phương Nam cũng bởi Chúa dựng nên. Tha-bô và Hẹt-môn đều vui mừng vì danh Chúa. Chúa có cánh tay quyền năng, bàn tay Chúa có sức mạnh và tay hữu Chúa giơ cao lên. Sự công bình và sự chính trực là nền của ngôi Chúa. Sự nhân từ và sự chân thật đi trước mặt Chúa. Phước cho dân nào biết tiếng vui mừng. Hỡi Đức Giê-hô-va, họ bước đi trong ánh sáng của mặt Chúa. Hằng ngày họ vui mừng vì danh Chúa, được nhắc cao lên vì sự công bình Chúa. Vì Chúa là sự vinh hiển về sức lực của họ. Nhờ ơn Chúa, sừng chúng tôi sẽ được ngước cao lên. Vì Đức Giê-hô-va là cái khiên của chúng tôi, Đấng Thánh của Israel là vua chúng tôi. Bây giờ, trong dị tượng, Chúa có phán cùng người thánh của Chúa mà rằng: ta đã đặt một người mạnh dạn làm kẻ tiếp trợ, nhắc cao lên một đấng lựa chọn từ trong dân sự. Ta đã gặp David là kẻ tôi tớ ta, sức cho người bằng dầu thánh ta. Tay ta sẽ nâng đỡ người, cánh tay ta sẽ làm cho người mạnh mẽ. Kẻ thù nghịch sẽ chẳng hiếp đáp người, còn kẻ ác cũng sẽ không làm khổ sở người được. Ta sẽ đánh đổ kẻ cừu địch người tại trước mặt người, và cũng đánh hại những kẻ ghét người. Song sự thành tín và sự nhân từ ta sẽ ở cùng người. Nhân danh ta, sừng người sẽ được ngước lên. Ta cũng sẽ đặt tay người trên biển và tay hữu người trên các sóng. Người sẽ kêu cùng ta rằng: Chúa là cha tôi, là Đức Chúa Trời tôi và là hòn đá về sự cứu rỗi tôi. Lại, ta cũng sẽ làm người thành con trưởng nam ta, vua cao hơn hết các vua trên đất. Ta sẽ dành giữ cho người sự nhân từ ta đến đời đời, lập cùng người giao ước ta cho vững bền. Ta cũng sẽ làm cho dòng dõi người còn đến đời đời, và ngôi người còn lâu dài bằng các ngày của trời. Nếu con cháu người bỏ luật pháp ta, không đi theo mạng lệnh ta, nếu chúng nó bội nghịch luật lệ ta, chẳng giữ các điều răn của ta, thì ta sẽ dùng roi đánh phạt sự vi phạm chúng nó và lấy thương tích mà phạt sự gian ác của chúng nó. Nhưng ta sẽ chẳng cất lấy sự nhân từ ta khỏi ngươi, và sự thành tín ta cũng sẽ chẳng hết. Ta sẽ không hề bội giao ước ta, cũng chẳng đổi lời đã ra khỏi môi miệng ta. Ta đã chỉ sự thánh ta mà thề một lần, cũng sẽ không hề nói dối với David. Dòng dõi người sẽ còn đến đời đời, và ngôi người sẽ còn lâu như mặt trời ở trước mặt ta. Ngôi ấy sẽ được lập vững bền mãi mãi như mặt trăng.
như đấng chứng thành tín tại trên trời vậy. Song Chúa lại từ bỏ khinh bỉ người, nổi giận cùng đấng chịu sức dầu của Chúa. Chúa đã gớm ghê giao ước kẻ tôi tớ Chúa và quăng mão triều người xuống bụi đất mà làm nó ra phàm. Chúa đã đánh đổ các rào người, phá những đồn lũy người ra tan nát. Hết thảy kẻ nào đi qua cướp giật người, người đã trở nên sự sỉ nhục cho kẻ lân cận mình. Chúa đã nhắc tay cừu địch người cao lên, làm cho những kẻ thù nghịch người vui vẻ. Phải, Chúa làm cho lưỡi gươm người thối lại, chẳng có giúp đỡ người đứng nổi trong cơn chiến trận. Chúa đã làm cho sự rực rỡ người mất đi, ném ngôi người xuống đất, khiến các ngài đương thì người ra vắng và bao phủ người bằng sự sỉ nhục. Đức Giê-hô-va ơi, Ngài sẽ ẩn mình hoài cho đến chừng nào? Cơn giận Ngài sẽ cháy như lửa cho đến bao giờ? Ôi Chúa, xin nhớ lại thì giờ tôi ngắn giường nào. Chúa dựng nên con loài người hư không giường bao. Ai là người sống mà sẽ chẳng thấy sự chết? Ai sẽ cứu linh hồn mình khỏi quyền âm phủ? Hỡi Chúa, sự nhân từ xưa mà Chúa trong sự thành tín mình đã thề cùng David bây giờ ở đâu? Chúa ơi, xin nhớ lại sự sỉ nhục của các tôi tớ Chúa. Tôi mang trong lòng tôi sự sỉ nhục của các dân lớn. Hỡi Đức Giê-hô-va, tức là sự sỉ nhục mà những kẻ thù nghịch Chúa đã dùng để sỉ nhục các bước đấng chịu sức dầu của Chúa. Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va đến đời đời. Amen. Amen. Chương 4. Vậy, ai nấy hãy coi chúng tôi như đầy tớ của Đấng Christ và kẻ quản trị những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Vả lại, cái điều người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành. Về phần tôi, hoặc bị anh em xử đoán, hoặc bị tòa án nào của loài người xử đoán, tôi cũng chẳng lấy làm quan hệ gì. Chính tôi chẳng tự xử đoán mình nữa, vì tôi chẳng thấy mình có điều gì đáng tội. Nhưng tôi cũng không nhờ sự đó mà được xưng là công bình. Đấng xử đoán tôi ấy là Chúa. Vậy chớ xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến. Chính Chúa sẽ tỏ những sự giấu trong nơi tối ra nơi sáng và bày ra những sự toan định trong lòng người. Bây giờ, ai nấy sẽ bởi Đức Chúa Trời mà lãnh sự khen ngợi mình đáng lãnh. Hỡi anh em, ấy là vì cớ anh em, tôi đã dùng những lời lẽ thật này chỉ về chính mình tôi và Apollo, hầu cho anh em học đòi hai chúng tôi. Chớ vượt qua lời đã chép và chớ sinh lòng kiêu ngạo, theo phe người này nghịch cùng kẻ khác. Bởi vì ai phân biệt ngươi với người khác? Ngươi há có điều chi mà chẳng đã nhận lãnh sao? Nếu ngươi đã nhận lãnh thì sao còn khoe mình như chẳng từng nhận lãnh? Anh em được no đủ, được giàu có rồi, chẳng nhờ chúng tôi. Anh em đã khởi sự cai trị, thật mong cho anh em được cai trị, hầu cho chúng tôi cũng cai trị với anh em. Vì chưng Đức Chúa Trời dường đã phơi chúng tôi là các sứ đồ ra, giống như kẻ sau rốt mọi người, giống như tù phải tội chết, làm trò cho thế gian, thiên sứ, loài người cùng xem vậy. Chúng tôi là kẻ ngu dại vì cớ Đấng Christ, nhưng anh em được khôn ngoan trong Đấng Christ. Chúng tôi yếu đuối, anh em mạnh mẽ. Anh em quý trọng, chúng tôi khinh hèn. Cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn chịu đói khát, trần mình, bị người ta vả trên mặt, lưu lạc rày đây mai đó. Chúng tôi dùng chính tay mình làm việc khó nhọc. Khi bị rủa xả, chúng tôi chuốc phước. Khi bị bắt bớ, chúng tôi nhịn nhục. Khi bị vu oan, chúng tôi khuyên dỗ. Chúng tôi giống như rác rến của thế gian, cặn bã của loài người cho đến ngày nay. Tôi viết những điều này chẳng phải để làm cho anh em hổ ngươi đâu, nhưng để khuyên bảo anh em cũng như con cái yêu dấu của tôi vậy. Bởi chưng dẫu anh em có một vạn thầy giáo trong Đấng Christ, nhưng chẳng có nhiều cha, vì tôi đã dùng tin lành mà sinh anh em ra trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vậy tôi lấy điều đó khuyên anh em, hãy bắt chước tôi. Vì cớ đó tôi đã sai Timôthê là con yêu dấu của tôi, cùng là trung thành trong Chúa, đến cùng anh em. Người sẽ nhắc lại cho anh em biết đường lối tôi trong Đấng Christ, và tôi dạy dỗ cách nào trong các hội thánh khắp các nơi. Có mấy kẻ lên mình kiêu ngạo
ngờ tôi chẳng còn đến cùng anh em nữa. Nhưng nếu Chúa khứng cho, thì chẳng bao lâu ta sẽ tới cùng anh em và xét cho biết. Chẳng phải xét lời nói của những kẻ kiêu ngạo đó bèn là năng lực họ thế nào. Vì nước Đức Chúa Trời chẳng ở tại lời nói mà ở tại năng lực. Anh em muốn điều gì hơn? Muốn tôi cầm roi mà đến cùng anh em, hay là lấy tình yêu thương và ý nhu mì? Chương 10. Sau Abimelech, Thola, con trai Phu-a, cháu Đô-đô, người Isaka, dấy lên đặng giải cứu Israel. Người ở tại Samia trong núi Ephraim làm quan xét trong Israel 23 năm, rồi thác và được chôn tại Samia. Sau người ấy có Giai-rơ, người Gala-át, dấy lên làm quan xét Israel trong 22 năm. Người có 30 con trai, cởi 30 lừa con và có 30 cái thành ở tại xứ Gala-át. Ngày nay, người ta cũng còn gọi nó là thôn Giai-rơ. Khi Giai-rơ thác thì được chôn tại Kha-môn. Kế ấy, dân Israel lại làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, phục sự những ba anh và ác tạc tê cùng các thần Syri, các thần Sidon, các thần Mô-áp, các thần người Am-môn và các thần của dân Philistin. Chúng nó lìa bỏ Đức Giê-hô-va, không phục sự Ngài. Cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va bèn nổi phần cùng Israel, Ngài phó chúng nó vào tay dân Philistin và vào tay người Am-môn. Kể từ năm đó, hai dân tộc này hà hiếp và chà nát dân Israel. Những người Israel ở bên kia sông Giô-đanh trong xứ Amorít tại miền Gala-át bị hà hiếp, chà nát trong 18 năm. Dân Am-môn cũng sang qua sông Giô-đanh đánh Giu-đa, Binh-gia-min và nhà Ê-phra-im. Israel bị cơn hoạn nạn lớn lao vậy. Bây giờ dân Israel kêu cầu Đức Giê-hô-va mà rằng: chúng tôi có phạm tội cùng Chúa, vì chúng tôi đã lìa bỏ Đức Chúa Trời chúng tôi và hầu việc các thần ba anh. Nhưng Đức Giê-hô-va đáp cùng dân Israel rằng: ta há chẳng có giải cứu các ngươi khỏi dân Ê-díp-tô, khỏi dân Amorít, khỏi dân Am-môn và khỏi dân Philistin sao? Lại khi dân Sidon, dân Amalek và dân Ma-ôn hà hiếp các ngươi, thì các ngươi có kêu cầu cùng ta, và ta đã giải cứu các ngươi khỏi tay chúng nó. Nhưng các ngươi đã lìa bỏ ta hầu việc các thần khác, bởi đó cho nên ta không giải cứu các ngươi nữa. Hãy đi kêu cầu những thần mà các ngươi đã chọn, chúng nó khá giải cứu các ngươi trong cơn hoạn nạn. Dân Israel thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: chúng tôi đã phạm tội, xin Chúa hãy đãi chúng tôi theo điều Chúa cho là tốt lành, chỉ xin hãy giải cứu chúng tôi ngày nay. Họ bèn cất khỏi giữa mình các tà thần, rồi trở lại phục sự Đức Giê-hô-va. Lòng Ngài buồn rầu về sự khốn khổ của Israel. Dân Am-môn nhóm lại và đóng trại trong xứ Gala-át. Dân Israel cũng nhóm lại và đóng trại tại Mít-ba. Dân sự và các quan trưởng xứ Gala-át hỏi nhau rằng: ai là người sẽ khởi đầu ra đánh dân Am-môn? Người đó sẽ làm quan trưởng hết thảy dân Gala-át. Chương 11. Giép-thê người Gala-át là tay dõng sĩ, con của một người kỵ nữ và cha là Gala-át. Vợ của Gala-át có sinh cho người những con trai. Khi các con trai của vợ ấy lớn lên, bèn đuổi Giép-thê đi mà rằng: mày không được ăn phần gia tài trong nhà cha chúng ta, vì mày là con của người đàn bà khác. Vậy Giép-thê trốn xa anh em mình và ở trong xứ Tóp. Có những đứa du đảng hiệp lại chung quanh Giép-thê và đi ra với người. Sau một ít lâu, dân Am-môn giao chiến cùng Israel. Trong lúc dân Am-môn đánh Israel, các trưởng lão Gala-át đi đem Giép-thê ở xứ Tóp về. Họ nói cùng người rằng: xin hãy đến làm quan tướng chúng ta sẽ đánh dân Am-môn. Nhưng Giép-thê đáp cùng các trưởng lão Gala-át rằng: các ông há chẳng phải là kẻ ghét tôi và đuổi tôi khỏi nhà cha tôi sao? Còn bây giờ các ông đang bị cùng khốn, sao lại đến tôi? Các trưởng lão Gala-át đáp cùng Giép-thê rằng: bây giờ chúng ta lại đến cùng ngươi, hầu cho ngươi đi với chúng ta. Ngươi sẽ đánh dân Am-môn, rồi sẽ làm đầu của chúng ta và của hết thảy dân xứ Gala-át. Giép-thê lại đáp cùng các trưởng lão Gala-át rằng:
ví bằng các ông đem tôi về đặng đánh dân Amôn. Và nếu Đức Giê-hô-va phó chúng nó vào tay tôi, thì tôi sẽ làm đầu các ông chứ? Các trưởng lão Gala-át nói cùng Giê-phthê rằng, chúng ta quả sẽ làm y như lời ngươi đã nói. Nguyện Đức Giê-hô-va làm chứng giữa chúng ta. Vậy, Giê-phthê đi cùng các trưởng lão Gala-át. Dân sự lập người làm đầu và tướng, rồi tại Mít-ba, Giê-phthê lập lại trước mặt Đức Giê-hô-va hết thảy những lời người đã nói. Đoạn, Giê-phthê sai sứ giả đến cùng vua dân Amôn mà nói rằng, ta với ngươi có việc chi, nên ngươi kéo đến ta đặng hãm đánh sứ ta? Vua dân Amôn đáp cùng sứ giả Giê-phthê rằng, ấy bởi Israel khi ra khỏi nước Ai Cập có chiếm lấy xứ ta từ Ạc-nôn cho đến Gia-bốc và Giô-đan. Bây giờ hãy trả êm lại xứ ấy cho ta. Giê-phthê lại sai sứ giả đến cùng vua dân Amôn đặng nói rằng, Giê-phthê nói như vậy, Israel không có xâm đoạt địa phận Mô-áp, cũng chẳng có chiếm lấy xứ của dân Amôn. Song khi Israel ra xứ Ai Cập thì đi ngang qua đồng vắng cho đến biển đỏ, rồi tới Ca-đe. Bây giờ người sai sứ giả đến vua Ê-đôm đặng tâu rằng, xin cho tôi đi ngang qua xứ vua. Nhưng vua Ê-đôm không bằng lòng. Người cũng sai sứ giả đến vua Mô-áp, vua Mô-áp cũng không khứng cho, nên Israel cứ ở tại Ca-đe. Đoạn người lại đi vào đồng vắng, vòng quanh xứ Ê-đôm và xứ Mô-áp, rồi đến cõi phía đông xứ Mô-áp. Người hạ trại ở bên kia Ạc-nôn, không vào bờ cõi Mô-áp, vì Ạc-nôn là giới hạn của xứ Mô-áp. Rốt lại, Israel sai sứ giả đến cùng Si-hôn, vua người Amorit ở tại Hết-bôn, và dặn nói rằng, xin để cho chúng tôi đi ngang qua xứ vua, đặng đến xứ chúng tôi. Nhưng Si-hôn không đủ tin dân Israel, nên không cho đi ngang qua xứ mình, bằng hiệp lại cả cơ binh mình, kéo đến đóng trại tại Gia-hát và chống đấu cùng Israel. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phó Si-hôn và cả cơ binh người vào tay Israel. Israel đánh bại chúng nó và lấy toàn xứ dân Amorit là dân ở miền đó. Vậy Israel nhận được toàn xứ dân Amorit từ Ạc-nôn cho đến Gia-bốc và từ đồng vắng cho đến Giô-đan. Vậy bây giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel đã đuổi dân Amorit khỏi trước mặt dân Israel của Ngài rồi, thì ngươi lại muốn chiếm lấy xứ của họ sao? Ngươi há chẳng nhận được đất mà Kê-mốt là thần của ngươi đã ban cho ngươi sao? Thế thì chúng ta cũng nhận được đất của những kẻ nào mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đã đuổi khỏi trước mặt chúng ta. Vả lại, ngươi có trỗi hơn Ba-lát con trai Sếp-bô vua Mô-áp chăng? Hắn há có khi nào cãi cọ hay là chiến đấu cùng Israel chăng? Đang lúc 300 năm mà Israel ở tại Hết-bôn và các thành địa hạt nó, A-rô-e và các thành địa hạt nó, cùng hết thảy các thành ở dọc theo Ạc-nôn, sao ngươi không lấy nó lại trong khi đó? Vậy ta không có phạm tội cùng ngươi, nhưng ngươi đã làm quấy cùng ta mà hãm đánh ta. Nguyện Đức Giê-hô-va là đấng đoán xét, ngày nay xét đoán giữa dân Israel và dân Amôn. Nhưng vua dân Amôn không khứng nghe lời của Giê-phthê sai nói cùng người. Thần của Đức Giê-hô-va bèn cảm động Giê-phthê, người trải qua Gala-át và Ma-na-xê, sang đến Mít-ba ở Gala-át, rồi từ Mít-ba ở Gala-át người đi đánh dân Amôn. Giê-phthê khẩn nguyện cùng Đức Giê-hô-va rằng, nếu Ngài phó dân Amôn vào tay tôi, khi tôi thắng chúng nó trở về, hễ chi ở cửa nhà tôi đi ra đầu hết đặng đến đón rước tôi, thì nấy sẽ thuộc về Đức Chúa Trời, và tôi sẽ dâng nó làm của lễ thiêu. Đoạn Giê-phthê đi đến dân Amôn đặng giao chiến cùng chúng nó, và Đức Giê-hô-va phó chúng nó vào tay người. Người đánh bại chúng nó từ A-rô-e cho đến Minit và cho đến A-bên-Keramim, cùng chiếm lấy của chúng nó 20 cái thành. Ấy là một bại trận rất lớn. Dân Amôn bị phục trước mặt dân Israel. Giê-phthê trở về nhà mình tại Mít-ba. Kìa, con gái người ra đón rước người, có cầm trống nhỏ và nhảy múa. Nàng là con một của người. Ngoài nàng
chẳng có con trai hoặc con gái nào khác hơn. Giê-thê vừa thấy nàng, liền xé áo mình mà rằng: Ớ con, than ôi, con gây cho cha tức tối quá thay. Con thuộc vào số kẻ làm rối cha, vì cha có mở miệng khấn nguyện cùng Đức Giê-hô-va không thể nuốt lời. Nàng thưa rằng: Cha ơi, nếu cha có mở miệng khấn nguyện cùng Đức Giê-hô-va, xin hãy làm cho con y như lời ra khỏi miệng cha, vì bây giờ Đức Giê-hô-va đã báo thù kẻ cừu địch cha rồi, tức là dân Am-môn. Đoạn, nàng lại nói cùng cha mình rằng: Xin cha hãy nhậm cho con lời này, để cho con thông thả trong 2 tháng, con sẽ đi ở trên núi đặng cùng chị em bạn con khóc về sự đồng trinh của con. Giê-thê đáp rằng: Con cứ đi. Rồi người để nàng đi 2 tháng. Vậy nàng đi cùng chị em bạn mình khóc sự đồng trinh mình tại trên núi. Cuối 2 tháng, nàng trở về cha mình, và người làm cho nàng tùy theo lời khấn nguyện mình đã hứa. Nàng chẳng có biết người nam. Tại cớ đó trong Israel có thường lệ này: mỗi năm các con gái Israel đi than khóc con gái của Giê-thê người Gala-át trong 4 ngày. Chương 12. Người Ê-phra-im nhóm hiệp đến tại Sa-phôn và nói cùng Giê-thê rằng: Vì sao ngươi đi đánh dân Am-môn không gọi chúng ta đi với? Chúng ta sẽ đốt nhà ngươi luôn với ngươi. Giê-thê đáp rằng: Ta và dân sự ta có cuộc tranh cạnh rất lớn với dân Am-môn, và khi ta kêu các ngươi thì các ngươi không có giải cứu ta khỏi tay chúng nó. Thấy rằng các ngươi không đến tiếp cứu ta, thì ta đã liều mình đi đánh dân Am-môn, và Đức Giê-hô-va đã phó chúng nó vào tay ta. Vậy sao ngày nay các ngươi lên đến ta đặng tranh chiến cùng ta? Kế ấy, Giê-thê hiệp lại hết thảy dân Gala-át giao chiến cùng Ê-phra-im. Người Gala-át đánh bại người Ê-phra-im vì họ có nói rằng: Ớ dân Gala-át, giữa Ê-phra-im và Ma-na-sê, các ngươi chỉ là kẻ trốn tránh của Ê-phra-im đó thôi. Đoạn, người Gala-át xâm chiếm những chỗ cạn sông Giô-đan trước khi người Ê-phra-im đi đến đó. Và khi một người trốn nào của Ê-phra-im nói rằng: Xin để cho tôi đi qua, thì người Gala-át nói rằng: Ngươi có phải người Ê-phra-im chăng? Người đáp: Không. Chúng bèn nói cùng người rằng: Thế thì hãy nói Si-bô-lết. Người nói Si-bô-lết, không thể nói cho rõ được. Chúng bèn bắt họ và giết đi tại chỗ cạn của sông Giô-đan. Trong lúc đó có 42.000 người Ê-phra-im bị chết. Giê-thê người Gala-át làm quan xét trong Israel được 6 năm. Đoạn người qua đời và được chôn trong một thành ở xứ Gala-át. Sau người có Íp-sang ở Bethlehem làm quan xét trong Israel. Người có 30 con trai và 30 con gái. Người gả các con gái ra ngoài nhà mình và cưới 30 con gái ở ngoài làm vợ cho các con trai mình. Người làm quan xét trong Israel được 7 năm. Đoạn Íp-sang qua đời, được chôn tại Bethlehem. Sau Íp-sang có Ê-lôn, người Sa-bu-lôn làm quan xét trong Israel, phán xét Israel trong 10 năm. Đoạn Ê-lôn người Sa-bu-lôn qua đời, được chôn tại A-gia-lôn trong đất chi phái Sa-bu-lôn. Sau Ê-lôn có Áp-đôn, con trai Hi-lên người Phi-ra-thôn làm quan xét trong Israel. Người có 40 con trai và 30 cháu trai, chúng nó đều cưỡi 70 lừa con. Người phán xét Israel 8 năm. Đoạn Áp-đôn, con trai Hi-lên người Phi-ra-thôn qua đời và được chôn tại Phi-ra-thôn ở xứ Ê-phra-im trên núi dân Amalek. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình,
bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.